mình qua ngang bỏ đi hết rồi. Này dễ mà, mỏng mỏng phiểu, mỏng phiểu, ha, mỏng phiểu, rồi xung quay xung trụ, rồi mỏng trên lầu cầu ngoài, mỏng trên lầu cầu trong, mọi người có hình ảnh giải phẫu, lầu cầu ngoài, lầu cầu trong, mỏng phiểu, một lát mình sẽ xác định ba điểm đó. Không đúng tay nữa. Về về kiểu tay mình sẽ nhìn đằng trước. Ha. Mình nhìn trước và mình nhìn bên và nhìn sau ha, để coi nó có bất thường, có trật, có lồi lõm hay cái độ cong của cánh tay nè. Mình sẽ coi trục cánh tay và trục cẳng tay ha, ở một góc 170 độ đến 160 độ. Góc này đây này, đúng không? 170, 175 cho đến 165 độ ha, là bình thường. Coi đằng bên và coi đằng sau. À, đây là dấu hiệu bị trật, khuỷu tay, trật khuỷu tay, mọi người thấy ha? Đây người bỏng tay to luôn ha, trật khuỷu tay, có mình nhìn ha, nhìn trước, nhìn bên và nhìn sau, mọi người nhớ ha, nhìn bên, rồi bắt đầu mình sờ, mỏng trên lồi cầu trong, khuỷu. Bỏng trên và cầu trong, bỏng trên và cầu ngoài, phiểu. Khi mà thẳng tay thì nó là một cái đường thẳng, thấy không? Rồi khi mà bệnh nhân co lại thì đây là một phần tăng giá ha. Rồi cho nên cái này thì định xác định nó đơn giản hơn ha, nè hai cái trong ngoài và cái khủng khiễu cho xong mình thả thả lỏng. Rồi đến về vận động thì thay như mọi người ở biểu tay mình có vận động gì? Gác là điều gì nữa? Sắp nữa. Sắp nữa. Rồi. Chặt giữa và sắp nữa. Rồi anh ngồi. Đây. Đây, hình ảnh cái thước nè. Mình có thể tự sáng tạo ra lấy cái thước đo độ xong đủ cái đồ gắn với hai cái thước dài. Mình làm đó cũng được. Cái thước đó của mình làm mẫu cho mọi người xong bị mất đó tiêu. Không có. Đó là bị giang hồ. Rồi ha, như vậy thì mọi người thứ nhất là về gấp duỗi thì khi duỗi gan ngửa không độ ha, gấp mình gấp gấp là khoảng 150 độ ha, ngửa là không độ hoặc có thể kéo hơn ngửa hơn nữa thì có thể lên tận được 10 độ. 10 độ ha. Rồi. Đó là gấp duỗi lỡ tay mình làm cán giá mà đi mười độ á. Thì mười độ đó. Cán giá là sao anh? Này có cong lại. Bị chỉ ra ngoài. Cán giá là nó cong mà. Là cong ngoài xuống, đập xuống, cong ngoài. Không có ngoài xuống không mà. Thì đó nãy mình nói là hai cong ngoài nè. Nè, bình thường anh vậy đúng không? Cán giá này cong ngoài này nè. Cong xuống đó, nó cong ngoài đó. Cán giá hơn cong rồi. Nó cong ra ngoài, không ngoài cong nó cong xuống. Nó cong ra ngoài chứ đâu cong xuống. Không mình ngoài. Sẽ dựa theo cái phần đường này. Này cong xuống. Đường này ra. Cong xuống anh là cong ngoài. Nhưng mà cái của anh á thì vậy thì lúc mà đánh giá cái trục. Nó sẽ cái trục của anh nó sẽ khác, nó sẽ nhiều hơn. Rồi cái phần sắp ngửa thì mình cũng vuông góc ha. Mọi người nhớ nha, để kiểu tay. Quá tài. Kiểu tay cái sắp này. Không, ha, mọi người cứ hồi nãy là xoay trong xoay ngoài cũng vậy. Xoay trong xoay ngoài kiểu tay cái sát vô đây, còn để đây là sai ha, để sát đây và góc không độ lệch cái ngón cái đúng lên ha, đây sắp nữa đúng không, sắp nữa và xong vận động của kiểu tay mình còn thấy sát hiệu người đi đó đúng không, đó sắp nữa khi mà đưa lên ngón cái lên là không độ này, sắp nữa khoảng 90 độ.
Rồi cái nghiệm pháp test ở đây thì nó chỉ có một cái nghiệm pháp test thôi, đó là cosine test ha. Cosine test thì nó cũng y chang như vậy, là bác sĩ đặt ngón tay lên lòi vào ngoài xương cánh tay, là phần cánh tay ha, lòi vào ngoài của xương cánh tay. Rồi giữ cố định kiểu tay của bệnh nhân ở tư thế 90 độ ha, tay còn lại nắm bàn tay của bệnh nhân và kêu bệnh nhân, hồi nãy là ngửa đúng không, kêu bệnh nhân sắp và mình khám ngược lại thì bệnh nhân sẽ la đau ở đây, là kiểm pháp dương tính. Mình sắp đi, chỗ này căng đúng không ha, khi chỗ này căng lên thì sẽ đau ngay cái vị trí này, là kiểm pháp của gen dương tính. Và kiểm tra cho có bị viêm mỏng trên lòng cổ ngoài, hay là người ta hay gọi là cái đau tinnitus gì đó mấy mấy người mà mấy chị đó tinnitus hay nói vậy ha, elbow tinnitus. Rồi là ở biểu tay nó chỉ có khám có một cái là cosine thôi, khá đơn giản ha, cho nên hai hình xui bắt chúng này hình gắn chịu. Rồi tiếp theo là xuống dưới là cổ tay, bàn tay và ngón tay. Ha. Rồi nhắc lại giải phẫu. Ha, nhắc lại giải phẫu. 1 2 3 4 5. Ha. Nhớ dùng mình xương thuyền và xương nguyệt. Xương thuyền ở đâu? Xương thuyền là phía trên, bên trên nữa, đó là xương thuyền, còn xương nguyệt, xương nguyệt, à, mà xương nguyệt là nằm phía, và xương thuyền nó cũng nằm phía ngón một, ha, rồi xương nguyệt là ngón này là chính giữa, hơi là chính giữa, nhớ mọi người ha, nhớ cái hai giải phẫu đó, nha, thuyền ngoài, nguyệt trong. Nha, thuyền ngoài người trong. Có. Rồi cái này là điểm cái cưng cơ các ngón tay mà nhắc lại. Thì bây giờ mình nhìn ha, thứ nhất là nhìn về bàn tay, mình sẽ khi mà duỗi cái tay thì cái trục hướng các ngón tay nó hướng về phía xương nào, mọi người coi, hướng về phía bên trong giữa hai xương đúng không, khi mà duỗi ra nè thì nó hướng về bên trong ha, thuyền ngoài người trong ha, khi mà mình hơi co lại thì tất cả ngón này nó lại hướng về phía xương nguyệt, xương thuyền lộn viết cũng lộn, thuyền ngoài người trong, xương thuyền ha, đó là mình quan sát nhìn. Và khi mình khép lại mình sẽ coi lại độ cong của các ngón, chỉ đó là nó là bình thường ha, tạo ra một cái độ cong phòng thủ đúng không, cái tay rồi súng là nó không làm mấy được cái này đâu. Rồi khi để tư thế bàn tay nghỉ ha, quan sát phần cổ tay, các ngón tay không có gì bất thường ha, nè dấu hiệu bất thường như là lưng nghĩa ở trên nặng trên là lưng nghĩa, đó là gãy đầu dưới xung quanh, và nằm ngay dưới là biến dạng hình lưỡi lê, cũng là gãy đầu dưới xung quanh phần xương quầy ha, xương đầu cái nào quay nào trụ, quầy là con cái đúng rồi, con cái đó, mọi người thấy phần con cái là nó bị gãy thụt vô không, nó xương quầy ha, cho nên là mình nhìn thì mình kêu để nghỉ ở tư thế nghỉ thoải mái, quan sát coi nó có bị biến dạng hay không, trẻ có vùng cổ tay ha, cổ tay rồi xong đến vùng đến các ngón tay không bị biến dạng ha. Đây là hình ảnh thì chúng ta có thể thấy mọi người coi thấy đốt ngón tay không, nó bị biến dạng ha. Rồi đây là một cái liệt thần kinh, bệnh nhân không thể duỗi được, như là dấu bút trụ ha, là không thể duỗi được hai ngón sau, ngón bốn và ngón năm. À, hoặc là dấu nó bị teo phần này, teo ha, hoặc là nó teo của một ngón cái do bị chèn ép thần kinh giữa nha, cho nên là mình sẽ quan sát thứ nhất là biến dạng khớp, vận động các cơ
hơn nha, có teo hay không. Đây là dấu hiệu bằng tay rũ. Rồi nha, chị nhìn thì mình nhắc lại, nhìn cái gì, ngửa tay ra, nhìn các ngón này hướng về xương huyệt, mình co tay lại thì các ngón hướng về xương tùy và nó tạo ra một vòng cung nha. Rồi để bàn tay nghỉ ở đây thì mình nhìn ở quan sát phần cổ tay không bị biến dạng, ngửa tay ra xè ra, các ngón tay không bị biến dạng ha. Rồi nhìn các cơ, quan sát cơ không bị teo. Rồi vậy là được nha. Bắt đầu sờ, sờ thì cũng đơn giản thôi, mỏng châm quay, châm trụ và hổ đào, châm quay châm trụ và hổ đào nha. Hổ đào, hổ đào, chỗ hổng đây, hổ đào đây nha. Rồi tiếp như vậy là sờ, nó chỉ cần sờ ba vị trí thôi. Rồi nè, co gan, co gan, co gan nè, đây ha. Tiếp thôi, mình chỉ cần sờ cái ba điểm đó là được rồi ha. Rồi đến vận động ở phần cổ tay, mình có gập, duỗi, sắp, ngửa, nghiêng quay và nghiêng trụ. Nè, đây là gập duỗi, gập, 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 duỗi ha, nghiêng, này là nghiêng quay, nè nghiêng trụ, nghiêng quay, nghiêng trụ, nghiêng trụ người vô trong quay. À, quay đây nè, mình thấy sắp ngửa nè, sắp giờ quá, sắp ngửa này nó hơi dính cái phần cổ tay, sắp ngửa nha, sắp ngửa cái phần này nè, sắp ngửa. Rồi bắt đầu là vận động các đốt ngón tay ha, mình sẽ co tay theo từng đốt, đốt ngoài cùng, đốt trong cùng, đốt trong cùng ha. Làm hết các ngón đi, mọi người khỏi cần làm từng cái chứ mất công. Làm hết ngón luôn. Rồi về cái test. Cái test ở bàn tay, trước tiên là khám gân gấp nông và khám gân gấp sâu. Mình sẽ khám từng ngón nha. Khám gân gấp nông, mình sẽ ví dụ là ở ngón này, mình co lại gấp lại ha, gấp nông. Rồi gấp sâu ha. Rồi từng ngón gấp nông, gấp lại, rồi gấp xong đó. Rồi ở này, rồi gấp vô, không gấp được thì sao? Giữ lấy không gấp bởi vì là mình có bị viêm, bị vấn đề, có thể là viêm gân gấp ha, viêm gân gấp hoặc là nhiều quá. Rồi mình nha, gấp vô, rồi giữ vô. Còn ngón cái như vậy, rồi gấp vô, ha, nó là gấp từng đốt, mà mình giữ, mình khám từng đốt ha. Rồi đó là gấp, còn duỗi của Mi Trang vậy, duỗi thì ngửa ra và duỗi từng ngón ha, mình giữ lại gấp này, rồi duỗi con cái, và duỗi con cái, rồi xong, rồi mình giữ lại. Duỗi con ngón ha, nhỏ, rồi gấp lại, duỗi con giữa ha, lại duỗi con áp út, rồi duỗi con út ha. Mình sẽ là khám duỗi từng cái, hồi nãy là kinh gấp, còn này là khám gân duỗi. Rồi hiện pháp con men là kiểm tra thần kinh trụ ha, thần kinh trụ cho mình một tờ giấy ha. Khi bệnh nhân cả hai tay ha, và mình nên giữ đó, mình kéo ra. Khi mà có lực kéo là niệm pháp âm tính, còn niệm pháp dương tính là tụt ra luôn, nó không giữ lại được ha, tại vì nó bị điện thần kinh trụ. Rồi niệm pháp tiếp theo là niệm pháp đi neo. Niệm pháp đi neo để mình khám coi có họ đứng ngắn cổ tay hay không.
Martinel là ở ngay cái vùng này mình tin đi qua nó có cái đường cơ bám đây ha. Thì pháp này mình dễ mình làm hơn, mày căng ra làm cái này nó căng rồi đó, và mình gõ cái vùng này vô. Thì nếu dương tính là bệnh nhân sẽ tê lên và tê xuống cái này ha. Đau không tê không? Có tê. Mọi người dùng cái đầu này đi, đầu kia có thấy bị gì không? Tê. Okay, chắc muốn nhập thì bạn dũng một nhà thì có thể là tê tê không thấy cái nhẹ không bị gì chỉ cần nhẹ thôi chứ không cần phải là làm gõ mạnh đau là đúng rồi, chứ không bị tê không sai được. Thì coi chừng này nó bị tê tay cô, bị không tê tay thôi, mình có ai chịu hết được không? Ha, nếu mà nó có tê nãy á là nhân tính nha. Còn mà nhỏ á là mình không có cái đó thì mình làm ngón tay cũng được. Tê không có luôn. Giờ cháu ăn phê. Cô. Thật ra nếu nó có chèn ép á là chỉ cần căng cái này thôi là đã tê rồi. Mình chỉ cần thêm một cái lực này nữa là sẽ tê lên tê xuống. Ha, không cần phải lực mạnh quá. Rồi đó là những pháp tiếp theo. Đau chưa? Rồi, nghiệm pháp pha đen ha. Nghiệm pháp pha đen là để xác định coi là có hội chứng của ta hay không. Là khi mình ép hai cái này chạm với nhau. Chạm vào đây, đúng rồi, xuống đây ha. Và giữ khoảng 60 giây. Thì nếu như giữ vậy, bệnh nhân có dấu hiệu tê xuống đây hoặc tê qua đây là dương tính. 60 giây nha. Nó tê không? Rồi, nó 60 giây là không? Thêm 6 giây ha. Mở tay. Mở tay. Mở tay. Mở tay. Đó là nghiệm pháp pha len. Pha len. Rồi nghiệm pháp Finkelstein ha. Finkelstein. Là mình sẽ bấm đến ngón tay ngón cái vào đây. Bấm cặp lại. Kiếm viên ba căng hả? Để nghiêng ra. Căng xuống. Nghiêng là nghiêng trụ. Nghiêng trụ. Nghiêng trụ. Nghiêng trụ. Căng chỗ này. Ha. Thì căng chỗ này. Nếu căng mình chỉ căng thôi lạm tính, mà nếu mình đau ngay chỗ này là mình bị dương tính ha. Nên là sẽ mình sẽ nghĩ đến hướng là bị viêm bao gân dạ dày hoặc là dụng ngón cái bị viêm gì đó, nữ bị nhiều lắm á. Tức là mình bấm điện thoại dạ, giờ dạ, hay bị luôn. Hay quá ha, bấm điện thoại đâu mất coi tiền rồi, ví ông chồng cái máu hả? Cái máu hả? Cái máu hả? Máu cô cũng chờ đau quá hả? Ừ. Là bạn nói bạn nhóc không có phí của trời. Đây, cái nghiệm pháp cuối cùng chế là pháp pha len ha, để khảo sát. Thật sự là mình phải quên sửa là cái chữ trắng. Khi nó khảo sát động mạch quay và động mạch chủ nó nuôi cái vùng này, ngưng máu vùng này. Ha, mọi người nhìn quan sát ha, hồng hào. Đúng không? Hồng hào. Bóp chặt lại. Rồi buông ra. Mọi người thấy trắng không? Buông ra. Đỏ nè. Buông ra. Đỏ vùng này. À, khi mà mình buông ra và thấy nó đỏ liền là cái động mạch, chúng ta động mạch hai này. Ổ. Rồi mình bóp lại. Đúng cái chỗ bóp mạch nó buông rồi. Đúng hai động mạch. Rồi. Buông ra. Chẳng ha. Buông này. Buông này. Ha. Hồi nãy mình buông bên đây trước. Chặt lên tay. Giá không động mạch. Động mạch quay. Tại sao đến mặt trụ? Còn lần thứ hai là mình buông cái mặt trụ trước. Đánh giá vùng này, tướng máu vùng này là sao buông ra động mặt quay. Rồi, nghiệm pháp, nếu mà nó tướng máu nhâm thì nghiệm pháp qua đen này là âm tính. Còn như mà nếu mà nó muộn trên 2 giây chứng tỏ là nó có tắc nghẽn động mạch. Mình sẽ coi là quan sát động mặt quay và mặt trụ nha. Của bạn là bình thường. Rồi, là xong. Của bạn bình thường không? Bình thường. Hỏi để biết là đó. Ha, mọi người ha, nó trắng nhợt luôn, là khi mình buông ra thì nó sẽ hồng hào. Rồi xong, mọi người thực hành đi nha, cùng vai, cánh tay và cánh tay.